Xin chào tất cả mọi người, em là Tình Hàng Bãi ở tại Con Tum anh chị em nhé. Như trước mặt anh chị em thấy này, nay em về lô dây điện siêu VIP luôn, cực mới luôn anh chị em nhé. Đấy, lô dây nguồn bãi này cực mới nha. Và em xin nói luôn là tiền nào của nấy anh chị em nhé, mới thì tiền mới, mà rẻ thì tiền rẻ, thế thôi. Thế còn dây trên đây thì em bán em chưa bao gồm phí ship anh chị em nhé, em bán em chưa bao gồm phí ship. Anh chị nào có nhu cầu thì alo. Đấy, những cái dây như này thì anh chị em về lắp vào những cái thiết bị mà anh chị em cần độ mới cao. Đấy, cần độ mới cao, bởi vì lô dây này em lấy là toàn dây đẹp thôi, không có dây xấu nha, không có dây xấu nha, 10 con như 10 mới leng keng luôn. Đấy, anh chị về, anh chị em về đấy, em để sẵn như thế này, về anh chị em chỉ cần lau một phát là nó sạch tưng luôn, nó bóng loáng luôn, và lô dây này toàn là dây ngon thôi anh chị em nhé. Rồi thì cái dây này là em bán chưa bao gồm phí vận chuyển, anh chị em nào có nhu cầu thì alo. Đấy, anh chị em nào có nhu cầu thì alo nhá, đây chỉ có 32 mã thôi, anh chị em nào có nhu cầu thì alo nhá. Tiền nào của nấy, em lưu ý là tiền nào của nấy nhá, mắc sát đắt sát ra miếng nhá. Rồi thì đầu tiên đây, đấy, đầu tiên đây em, anh chị em nhìn này, cái con dây nó mới chưa này, mới lẻng kẽng luôn. Cái dây này lưu ý nhá, đây dây hai lõi của Makita nhá, cái này dây hai lõi của Makita này, dây 2.0 anh chị em nhá, dây 2.0, đấy, dây 2.0 nhá, dây 2.0, tất cả đều lõi này là 2.0 hết anh chị em nhá, đấy, lõi này 2.0 hết nhá. Có một số quận thì nó ghi là tiếp diện là 0.75, đấy, 0.75 chứ, nhưng mà em đảm bảo anh chị em đây là dây 2.0 hết, bởi vì đây là cái chịu tải là đây, cho anh chị xem này, đây cái chịu tải này 12A thì phải này, đấy, dây 2018 luôn này, quá mới luôn, dây của hãng Makita nhé. Đây cái phích đây Makita này, không có cái nào lọt ra ngoài, để em xem cái mày kéo cái đầu này ra cho anh cái. Đây em sẽ cho anh chị em xem cái đầu đây. Đây Makita đây. Đây. Đó, này. Đấy, chịu tải 12A nhá. Tất cả đều chịu tải 12A hết nhá. Dây hai lõi. Rồi, quận số 1. Quận số 1 giá 140 này. 48 giá 140. Đấy, quận số 2 cũng là 48 giá là 140 này. Đấy, em nói quận luôn cho anh chị em nhá, bởi vì nó 10 quận như 10 là nó mới như nhau hết nhá. Độ mới cực kỳ cao. Quận số 3 48 140. Số 4 4.7 cũng 140 luôn. Số 5 4.7 này. Đấy, đây quận này, quận nào quận đấy mới lắm. 4.7 140 luôn. Đó, 4.7 là 140 nhá. Nó mới mà. Số 6 4.7 140. Đấy, số 7. Số 7 4.7 140 luôn. Mới chưa? Dây to khổng lồ luôn. Quận này thì không phải của Makita nhá. Quận này cũng không phải của Makita nhá. Đây. Đấy, quận này thì không phải của Makita, đây là dây của hãng khác nhá. Cũng 12A này. Đấy, mềm lắm nhá, mềm lắm nhá. Rồi. Số 7 là 4.7 luôn, 140. Số 8 4.6. Đấy, 4.6 103. Số 9. Đấy, số 9 đây. Số 9 5m 150.000. Số 9 5m 150.000 nhá. Số 10 10m 300. Ui, quận này mới lên keng luôn. Con này thì của Hazata nhá. Dây hai lõi của Hazata này. Mới quá luôn. Số 10 giá là 300. Dây này chịu tải 12A anh chị em nhé. Rồi số 11 giá cũng là 300, 10m. Đấy, 10m anh chị em nhé. 12 cũng 10m là 300 luôn. Cái đầu này anh chị em về chỉ cần vệ sinh qua thôi, nó sạch đẹp leng keng luôn. Quá đẹp luôn dây này. Vừa mềm vừa đẹp anh chị em nhé. Dây hai lõi nhé. Đây. Đó. Số 10 300 luôn, 12 300 luôn. Cái dây này anh chị em mua về cắm bếp từ được nhá. Đó. Cắm bếp từ công suất nhỏ nhá. Đấy, bếp từ công suất nhỏ nhá, chứ có bếp từ công suất lớn chịu ạ. Rồi số 13 giá 300, 10m. Đấy. 13. 14, đây là dây ba lõi của Hazata. Dây này thì nguồn như thế này nhá. Đấy. Đấy, phích như thế này nhá, phích đúc này cực kỳ ngon luôn. Đó. Đấy, có cả thêm tiết địa này. Đấy, dây này dây 3 lõi nhá. Dây này có 3 lõi này. Đấy, mới cũng lẻng kẽng luôn. 48. Số 14 giá 150.
số 15 cũng 48 mới lên kèn này. Đấy, fix toàn là fix ngon, fix đúc này nhá. Fix ngon luôn nhá. Fix này thì xài muôn thiên thu luôn. Dây thì quá đẹp luôn này. 48 15 150. 48 16 150.000. 16 nhá chị em nhá. 17. 17 cũng là 48 150.000 này. 18 48 150.000 luôn. 19 48 150.000 luôn. Đấy, mấy con dây này quá ngon luôn. 20 48 cũng là 150.000 luôn. Đây chị em xem này. Mới chưa? Mới leng keng luôn. Đấy, nó dính sơn dính độ. Về thì vệ sinh qua đi. Nhưng mà nó quá mới luôn. Đấy, độ mới nó quá cao luôn. 48 số 20 150.000. 48 số 21 150.000. 48 49 nhá. Xin lỗi. 4m9 số 22 150 luôn. 4m4 số 23 130. 4m6 số 24 140. Đấy, đây. Ồ, như quần nó bị dính xương xương này nhá. Về anh chị em xịt phát qua thôi, nhưng mà nó mới kinh khủng lắm. Nó còn mới nhá. Nó không có đứt nhá. Nó không có đứt và không có chảy luôn anh chị em nhá. Không có đứt, không có chảy luôn á. Nên là giá nó sẽ cao. 4m6 số 25 140.000. 10m số 26 giá 320.000. Đây là những quận 3 lõi nha. 10m số 27 giá là 320.000. 10m số 28 giá là 320.000 nhá. 320.000 10m này. Đấy, dày đó. Đây. 1m8 1m8 số 29 60.000. Đây là dây 15A anh chị em nhá. Đây là dây 15A cực kỳ to này, 3 lõi. Đó, 15A nhá, cực kỳ to luôn. 10m số 29 60.000. 4m9 số 30 160.000. Đó, đây là dây 3 lõi nhá. Đây là dây 3 lõi và 15A. To hơn những cái dây kia nhá. Dây 15A này. 4m9 số 31 160.000. À đây thì có cái dây này này. Dây này thì anh chị em nào vào việc thì alo nhá. Để cắm nguồn gì này. Con này cực kỳ ngon. Đấy, 2, 4, 5 lõi nhá. Nó là 5 lõi luôn. Đây, 5 chân đây. Và hai cái đầu như thế này nhá. Cực kỳ to luôn, dây to ngón tay cái. Rất là to nhá. Đời 2013 này. Không biết để cắm cái gì nữa. Rồi, số 32 2m6 giá là 200.000. Đấy, nguyên cái đầu này chị em mua là 200.000 rồi. Đừng có nói đến cái này nữa. Cái này chắc là dây nguồn của cái gì này. Rồi, cái sợi này là 200.000 nhá. Đó. Rồi. 10 số 32 32 2m6 giá 200 nhá. Rồi, thì đây, thì toàn bộ đây. Thì toàn bộ đây là 32 cuộn dây. Giá thì em đã công bố rồi, anh chị em nào có nhu cầu cuộn nào thì alo em cuộn đó nhá. Đó. 32 cuộn dây nhá. Anh chị em có nhu cầu cuộn nào thì em alo em cuộn đó nhá. Rồi, cảm ơn tất cả anh chị em đã xem video của em. Nhớ cho em xin một like, đăng ký kênh, ủng hộ nhé. Chào anh chị em.